Hello anh em, ở video này mình sẽ hướng dẫn em chúng ta tham gia một nền tảng đọc coin có tên là Trimminer. Và đối với anh em nào đã tham gia rất là nhiều cái kèo trên Terraram thì không nên bỏ qua kèo này nha anh em. Bởi vì nó ra cách đây khoảng có vài ngày thôi, nhưng mà hiện tại cái số lượng thành viên nó cũng đã tăng lên là khoảng hơn 200 user rồi anh em. Và một bài đăng mới nhất mà mình rất là thích ở đây nè anh em. Đây, 9 phút trước nè, nó có một cái gọi là nhiệm vụ tương tác để chúng ta nhận cái token AX. Sau này chúng ta sẽ làm phí gas để chúng ta claim cái đồng tri nha anh em. Anh em lưu ý ha, cái kèo này cũng khá là tiềm năng, tương tự như là hot ha. Chúng ta đang khai thác trên Near Protocol. Ok, thì đây là một trong những cái kèo cực kỳ tiềm năng anh em, không nên bỏ qua nha. Chúng ta đã khai thác những cái token khác rồi thì chúng ta không nên bỏ qua cái kèo này ha. Và hiện tại nó cũng đã nâng cấp lên rồi, cho nên cái phiên bản của nó cũng rất là mượt. Cho nên chúng ta cứ vào và chúng ta đăng ký tạo tài khoản và chúng ta khai thác thôi. Ok, thì không có lòng vòng nữa anh em, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta đăng ký luôn nha. Rồi khi anh em click đường link dưới phần mô tả anh em, nó ra giao diện để mình bắt đầu là chat con bot để chúng ta bắt đầu khai thác. Anh em nhấn bắt đầu nè, thì nó sẽ đưa đến tương tự như là kèo cái đồng hot thôi anh em. Ở đây nó yêu cầu chúng ta tạo một cái ví ha, coin account ví trên cái BNB Smart Chain của Telegram. Anh em bấm create new account thì nó sẽ ra cái cụm từ khóa của chúng ta nè anh em, lưu ý nha, chúng ta phải sao chép lại ha để chúng ta ghi ra giấy hoặc là lưu vào một cái nào đó để sau này chúng ta có quên cái khóa bảo mật này thì mình sẽ lấy lại ha. Ở trên là địa chỉ ví nha anh em, bên dưới là cái khóa bảo mật. Anh em bấm vào hình hai viễn tập ở đây này để chúng ta copy đó. Rồi sau khi copy xong thì anh em nhớ ha, vào chúng ta lưu lại ở đâu đó nha. Sau đó anh em bấm chữ continue. Rồi thì ở đây nó cũng chưa có khai thác và chúng ta chưa nhận cái đồng tri thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Anh em nhấn vào cái chữ là Minion ở đây này để chúng ta bắt đầu claim nha anh em. Ở đây anh em nhấn vào là claim free giúp cho mình ha. Thì cái này nó sẽ có cái tùy theo cái khung giờ, tức là ví dụ như anh em vào cái chỗ là boost này, anh em sẽ thấy ha, hiện tại nó chưa cho chúng ta tăng tốc độ nha anh em, chưa cho tăng tốc độ. Ở cái chỗ mission này thì nó cũng chưa luôn, và bên cái nhiệm vụ AXE thì nó cũng đã có rồi nè. Ví dụ như anh em like và retweet lại cái bài đăng, anh em sẽ nhận được một AXE, follow sẽ được 3 AXE đó. Anh em cứ làm hết nhiệm vụ trong này để chúng ta nhận được cái AXE, sau này chúng ta làm phí để chúng ta claim cái đồng tri này. Lưu ý ha, đây là một cái kèo rất là tiềm năng. Anh em vừa trở lại trang chính của nó này, thì ở đây nó có chữ là deposit ha, thì anh em cũng có thể nhấn vào thử nha anh em. Thì hiện tại nó cũng chưa mở luôn. Commission thì nó mở rồi, ở chỗ AXE thì mở rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái kênh Twitter để mình follow nó, để mình nhận được cái token này luôn ha, để sau này chúng ta làm phí gas. Rồi ok, thì sau khi anh em nhấn vào chữ theo dõi nè, ở đây nè, anh em nhớ nhấn vào cái chuông luôn để chúng ta thông báo mới từ nó ha. Rồi sau khi theo dõi xong thì anh em thấy không, chữ complete tức là đã xong rồi. Rồi anh em join vào cái tài khoản Telegram luôn, anh em nhấn vào tham gia. Rồi anh em trở ra lại ha. Rồi mình cũng đã nhận được thêm 3 cái đồng AXE. Rồi anh em nhấn vào tiếp tục tham gia ở đây. Rồi mình lại trở ra ha, để chúng ta nhận thêm. Rồi cái nhiệm vụ một cái AXE này anh em rất là đơn giản ha, anh em nhấn vào luôn. Rồi anh em sẽ thấy cái bài đăng ở đây, anh em nhấn kéo xuống dưới nè, thả tim một cái ha. Sau đó anh em nhấn vào cái chỗ là retweet ở đây nè, đây đăng lại ha. Rồi anh em bấm chữ đăng lại thôi, đơn giản lắm. Rồi ở đây mình sẽ trở ra xem cái nhiệm vụ nó có yêu cầu tăng hay không nha anh em. Ok, nó không yêu cầu ha, thì anh em thấy rồi, nhiệm vụ nó đã hoàn thành ha. Thì cái nhiệm vụ này thì mỗi ngày nó sẽ có một cái bài đăng mới, nó sẽ cho chúng ta làm. Rồi cứ anh em vào sau 24 giờ hoặc là 1 giờ sau anh em vào, anh em sẽ thấy cái nhiệm vụ này để chúng ta kiếm thêm. Và tổng nhận được anh em thấy không, mình đã kiếm được là 10 cái đồng AXE này. Và cái đồng này á, nó sẽ có tác dụng là chúng ta sẽ làm phí sau khi chúng ta claim. Nó tương tự như là đồng hot anh em, chúng ta có cái đồng near để chúng ta làm phí như vậy ha. Nhưng mà cái kèo này nó miễn phí cho nên rất là ngon. Và cái phiên bản cập nhật mới của nó anh em mình cũng thấy rồi ha, thì hiện tại nó cũng có một cái thông báo mới ở đây nè. Tức là sau này chúng ta muốn claim được cái đồng tri này về á, thì chúng ta cần phải có cái phí gas là AXE. Cho nên mỗi ngày anh em nhớ ha, vào chỗ mission, sau đó chọn AXE để chúng ta làm nhiệm vụ chúng ta kiếm cái đồng này. Sau này chúng ta đỡ mất phí ha. Còn nếu anh em không có làm nhiệm vụ kiếm cái đồng đó thì sau này chúng ta claim chúng ta phải mất phí. Dù như ở đây mình sẽ thấy là cái thời gian hoạt động của nó cũng như là cái tốc độ khai thác là 0.02. Anh em bấm claim free ở đây này, ví dụ bấm claim đây thì chưa được anh em, cái số lượng nó chưa cho chúng ta claim. Và để mà mời bạn bè tăng tốc độ đàm, anh em vào chữ friend bên dưới này, thì ở đây anh em chỉ cần là bấm vào invite friend đó. Và cái mà phần trăm hoa hồng sẽ là 20% và 15% cho cái cấp độ referral 2 ha. Ok,
Hiện tại nó đang rất là lag anh em, ở cái chỗ invite friend này mình bấm vào cái đường link mời thì nó không có ra ha. Thì anh em cứ lâu lâu cứ vào đây thử nha anh em, để anh em mời cái đường link thử ha. Nếu nó chạy tới một cái trang web hoặc là một cái đường link rep anh em cứ copy, sau đó anh em cứ chia sẻ ha, để chúng ta kiếm thêm cái tốc độ khai thác. Hiện tại thì đây là một dự án hoàn toàn mới cho nên nó chưa có cái thông số gì để mà mình nắm bắt được. Cái cách để chúng ta ở cái boot này cũng chưa có đâu anh em, nó đang là cập nhật ha. Lưu ý thì chúng ta cứ khai thác miễn phí thôi anh em, trước mắt là như vậy nha. Và có cái thông báo gì mới thì mình sẽ cố gắng ra cái video hướng dẫn anh em cái cách thông báo mới của cái nền tảng này. Và nó có một cái thông tin gì lít sàn thì mình cũng sẽ thông báo cho anh em ở trong những cái video tiếp theo. Ok nha, mình xin cảm ơn và chúc anh em luôn thành công nha. Bye bye. Mình sẽ random cái video này nha anh em. Thì có 125 lượt xem ha, 18 lượt comment hợp lệ anh em. Ok, xin chúc mừng là A Còng y gì đây. Thì cứ liên hệ mình nha, khi nào mình check được tin nhắn thì mình sẽ trao thưởng cho anh em nha. Tại vì dạo này mình rất là bận. Ok nha, bye bye.